đại lão hòa thượng thượng tịnh hà không giảng bộ đại kinh khoa chú này là lần thứ tư được mọi người khắp nơi trên thế giới nhiệt tình hưởng ứng pháp sư thích giác nhàn từ lâu đã đi theo đường lối của hòa thượng thượng tịnh hà không pháp sư thích giác nhàn có tâm nguyện muốn giới thiệu bộ đại kinh khoa chú giảng lần thứ tư này đến với tất cả hành giả tịnh độ để bày tỏ lòng tri ân đối với Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Kính mong những hành giả tịnh độ hữu duyên gặp bộ địa giảng này phát bồ đề tâm, chân thật, vâng lời và thực hành theo thì sẽ có hữu ích trên lộ trình tiến tu và thành tựu đạo nghiệp để một đời vãng sanh Tây Phương bất thoái thành Phật sau đó, thường nguyện tái lai, cứu độ chúng sanh, báo Phật ân đức. Pháp Sư Thích Giác Nhàn Kính Ghi Ngày 15 tháng 7 năm Giáp Ngọ 2014 Viện Chuyên Tu Đức Trọng Lâm Đồng Đà Lạt Việt Nam A Di Đà Phật Tịnh độ đại kinh khoa chú. Tập 40. Chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú, giảng lần thứ tư khi ngài ở vào độ tuổi gần 90 Các vị pháp sư, các vị đồng học xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y tam bảo a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tòng kim nhật nại chí mạng tồn quy y phật đà lượng túc trung tồn quy y đạt ma ly dục trung tồn quy y tăng già trừ chủng trùng tồn a à xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tòng kim nhật nại chí mạng tồn quy y phật đà lượng túc trùng tồn quy y đạt ma ly dục trùng tồn quy y tăng già trừ chủng trùng tồn a à xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tòng kim nhật nại chí mạng tồn quy y phật đà lượng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già trừ chủng trung tôn mời xem đại kinh khoa chú trang hai trăm lẻ chín Trang 209 Xem từ Hàng thứ sáu Xem từ hàng thứ sáu ừ. Nói Truyền tiết Thượng căn Nhằm hiển thị Lòng đại từ Đại bi của Như Lai Thế tôn nghĩ Thường sáu chúng sanh phàm ngu đời Mạc thế chướng sâu khổ nhiều bèn phá đại nguyện sâu rộng vô thượng cho nên gọi là nguyện vương cốt lõi của đại nguyện chính là nguyện thứ 18 tám kinh ví là kinh văn của nguyện thứ 18 tám thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu Chí tâm tính nhạo sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc nại chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giá, duy trừ ngũ nghịch, vị bán chánh phá. Đây là kinh văn của nguyện thứ 18. Chúng tôi chọn lấy những điều tinh yếu ở trong này cũng chính là cốt lõi của đại nguyện. Đó là nguyện thứ 18. Thập niệm tất sanh. Đây chính là phương tiện cứu cánh Trong chú giải của niềm nào có nói với chúng ta Thậm chí Còn nói đến chuyên tiếp phàm phu Phạm phu ý là chỉ lục đạo Trong câu hiển thị như lai này, này Thì chữ như lai ở chỗ này Là A-di-đà Phật A Di Đà Phật từ bi vô tận đại từ đại bi thế tôn nghĩ thương xót phàm phu thời mạt thế chữ thế tôn này cũng là chỉ A Di Đà Phật Phật Thích Ca Ni của thế giới Tá Bà của chúng ta giống như Đức Di Đà thường xó thường xó chúng sanh phạm ngu thời kỳ mạt phá hay nói cách khác chính là chỉ chúng ta hiện nay đại chúng trong thời đại này chướng sâu khổ nhiều trong quá trình tu học của chúng ta trong đời này sâu sát, cảm nhận được hoàn toàn phải trải qua cuộc sống trong môi trường như vậy trước đây chứ học phật chưa có cảm giác này sau khi học phật sâu sát cảm nhận được những gì được thứ trên kinh phật hoàn toàn là chân tướng sự thật chúng ta phải từ hải hiền lão hòa thượng của chùa Phật Lai. Xem thử một đời của Ngài. Một trăm mười hai tuổi, vô cùng không dễ dàng. Ngài sống vào cuối triều thành. Chào đời vào năm 26 quán tự Năm đó là cân nguyên năm 1900. Gia cảnh vô cùng nghèo khó. Gặp phải năm mất mùa. Hạn hán. Nông dân ở dưới quê đồng ruộng của họ không có thu hoạch không có thu hoạch đồng nghĩa với việc không có gì để ăn cha ngài phải ra ngoài để xin cơm đi làm hành khớ. nuôi cái nhà này bạn đã xem khó khăn biết dường nào lại càng bất hạnh khi gặp phải bọn thổ phỉ đi cướp báo bọn thổ phỉ đốt cái nông trang này cha ngài có lòng tố gánh nước chữa lửa bọn thổ phỉ phát hiện được đánh cho đánh chết một mình mẫu thân dẫn theo năm đứa con sự gian khổ của cuộc sống đó chúng ta có thể ngẫm mà biết trên ngài hải hiền còn có hai người anh ngài là người con thứ ba Đến năm ngày 20 tuổi Mẫu thần khuyên Ngài xuất gia Bản thân Ngài cũng cho rằng xuất gia là việc tốt Chưa từng được đi học Ngài không biết chữ Từ nhỏ cũng là làm những công việc khổ nhọc là trải qua cuộc sống như vậy sau khi xuất gia đây là thời kỳ đầu của dân quốc triều đình mãn thanh mất nước quân phiệt chiếm cứ cả xã hội động loạn tiếp theo đó là gặp phải chiến tranh Bị người Nhật xâm lược Lại thêm 8 năm kháng chiến Bạn thì mỹ mà quan sát một đời của Ngài Chính là phải trải qua những ngày tháng như vậy Phật Bồ Tát nhìn thấy Tự nhiên chạm đến Đồng thể đại bi Vô duyên đại từ Thường xó Chúng sanh khổ nạn thời kỳ này Gặp phải loại khổ nạn như vậy chúng tôi tin tưởng không chỉ một nơi này thập phương chư phật sát độ ở tam thế lục đạo có nhiều nơi còn khổ hơn chúng ta sau đây trong phần kinh văn chúng ta có thể đọc thấy A-di-đà Phật Lúc còn ở nhân địa Trước khi chứa thành Phật Gọi là nhân địa Ngài Phát tâm vô thượng bồ đề Nguyện Giúp đỡ Chúng sanh khổ nạn cứu giúp những người này. Ngài khiến là Tây Phương cực lạc thế giới. Quả thật là vì sự việc này đây là nói rõ căn nguyên của thế giới cực lạc. Phật Di Đà vì sao lại phát tâm? Vì sao phải kiến lá? Thật sự do lòng từ bi đến tột bực, muốn giúp đỡ những chúng sanh phạm ngu này. Nếu không nhờ pháp môn này, những chúng sanh khổ nạn vĩnh viễn không thể lìa khổ đạo thành phật có nhiều tám vạn bốn ngàn pháp môn vô lượng pháp môn môn nào cũng khó vì thế cần phải nói đến phương tiện cứu cánh Phương tiện của cánh chính là một chút cũng không khó. Chỉ cần bạn có thể tin bạn muốn vãng sanh thế giới cực lạc bạn chịu niệm câu a Di Đà Phật này thì điều kiện liền đầy đủ. Trong tất cả pháp môn phương tiện không có cái nào phương tiện hơn pháp môn này. Bạn xem bốn chữ Tính, Nguyện, Trì Danh Ngẫu Ích Đại Sư trong yếu dạy có nói Đại Sư nói vô cùng xuất sắc Hoàn toàn tương ứng như trên Kinh Vô Đường Thọ Trong Kinh Vô Đường Thọ Phật Thúy Phát Bồ Đề Tâm Nhất hưởng chuyên niệm A-di-đà Phật Đây là điều kiện vãng sanh Ngẫu Đại Sư nói với chúng ta Thật tin Thật nguyện Đây chính là Tầm vô thượng Bồ Đề Tâm Bồ Đề Bạn Liền có được trì danh chính là nhất hưởng chuyên niệm bốn chữ này Ấn Quang Đại sư xem thấy bội phục đến nằm vóc sát đớt Chân thật là giảng mình ách yếu Đơn giản Rõ ràng Lại vô cùng trọng yếu Nam nữ già trẻ Hiện ngu bất tiếu Người người đều có phần chân thật là pháp môn phương tiện rốt ráo ngài phá 48 đại nguyện lý do của 48 đại nguyện là do pháp tạng tỳ kheo chính là a di đà phật lúc còn ở nhân địa danh hiệu lúc ngài xuất gia là pháp tạng tỳ kheo cái nguyện mà ngài phá cũng chính là tứ hoàng thệ nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ trong chúng sanh đặc biệt là chúng sanh lục đạo lấy những người này làm đối tượng làm thế nào để giúp đỡ những người này thoát ly lục đạo luân hồi thoát ly Thạp pháp giới một đời viên mãn thành tựu vô thượng bồ đề việc này chẳng phải việc dễ dàng gì cho nên ngài thỉnh giáo với lão sư lão sư của ngài là thế gian tự tại vương như lai lão sư cũng không dạy ngài pháp môn nào chỉ dạy Ngài đi tham học Ngài đến trong tất cả chư Phật sát độ ở mười phương Đi tham học Dùng lời hiện nay của chúng ta mà nói Chính là đi tham quan Đi khảo sát Thủ nhân chi trường Xã nhân chi đoạn con xem thế giới của chư Phật Những thứ nào tốt Con nhớ kỹ lấy Những thứ nào không tốt Con hãy bỏ đi Tương lai con kiến lập thành thế giới này Đó chính là những thứ tinh hoa tốt đẹp trong thập phương chư phật sát độ pháp tạng tỳ kheo nghe hiểu rồi lý do ngài kiến lập thế giới cực lạc không phải vô căn cứ mà tưởng tượng ra chân thật do đi khảo sát mà có được kết luận tổng kết này chính là 48 đại nguyện là những thứ tinh hoa nhớ trong tất cả cõi nước của chư Phật ngay theo những điều này xây dựng nên tây phương cực lạc thế giới ngài không cần nhân công Cũng không cần bạn thiết kế Tại vì sao? Vì đấy là pháp tánh độ Do từ trong tự tánh lưu xuất ra Chính là điều Mà Huệ Năng Đại Sư đã nói Nào ngờ tự tánh Năng sanh vạn phá Chúng ta y theo câu này Nào ngờ tự tánh Năng hiện thế giới cực lạc Tất cả phá từ tâm tưởng sanh Cái thế giới này là từ tâm của a di đà Phật tưởng sanh Tâm tưởng của a di đà Phật chính là 48 nguyện Từ 48 nguyện mà hình thành nên Ngày nay chúng ta gặp được pháp môn này Tin sâu không nghi Nên tu hành như thế nào? Một bộ kinh Một bộ chú giải Một câu Phật hiệu Là được Bộ kinh này Hãy niệm Chứ đừng nghĩ dùng phương pháp đọc kinh tu niệm phật tá muội nếu nhớ nghĩ trong kinh có ý nghĩa gì định liền mất đi chúng ta không phải muốn cầu giải nghĩa kinh là vô lượng nghĩa nếu chúng ta cầu giải nghĩa đó chính là suy nghĩ lung tung bạn hoàn toàn sai rồi tất cả kinh phật cho dù là kinh đại tiểu thừa thể đều là vô lượng nghĩa nếu chúng ta không cầu định không cầu huệ không cần cầu khái huệ trong kinh điển phật dạy chúng ta như thế nào Chúng ta có làm theo thế ấy Đây là người hạ hạ căng Học Phật Có thể được thọ dụng không? Có thể Được thọ dụng gì? Đời sau họ có thể Được thân người Nếu tu được tốt Còn có thể sanh thiên nhưng nói cho bạn biết Bạn sẽ không ra nỗi lục đạo luân hồi Muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi Không thể Không biết Giới định huệ Giới là phương pháp Là quy tắc đọc sách ngàn lần đó chính là phương pháp nghĩa kia tự hiểu đó chính là kết quả ý nghĩa ở trong sách đột nhiên tường tận đây là do cái gì từ định khai huệ Trong quy tắc điều quan trọng nhất là Một môn tham nhập Trường kỳ huân tu Học quá nhiều Quá tạp Bạn không thể được định Nó sẽ chướng ngại bạn đắc định Định chính là Nhất tâm buông xả vạn duyên ngay cả kinh giáo cũng phải buông xả trên kinh Kim Cang nói được rất hay Phật nói với chúng ta Pháp môn bình đẳng không có cao thấp câu nói này nói quá hay cái ý này chính là nói không luận bạn tu học pháp môn nào Chỉ cần bạn một môn tham nhập Thầy đều có thể được định Thầy đều có thể khái huệ Đây chính là sự bình đẳng Không có cao thấp Vì thế trong tất cả kinh điển Chúng ta chỉ chọn một loại Đừng chọn nhiều trong tứ hoàng thệ nguyện có câu thứ ba nói rằng pháp môn vô lượng thệ nguyện học vì sao sư phụ chỉ kêu con học một môn Trung Quốc vào thời xưa, giáo viên tiếp thuộc dạy cho các trẻ nhỏ Một môn tham nhập Trường kỳ huân tu Nhất định không được Cùng lúc học hai môn Vì sao? Vì đây chính là Phương pháp khai ngộ Mà Đức Phật đã nói Nhờ tiếp nhận Đạo cũng tiếp nhận Kẻ sớm học toàn bộ Đều là một môn tham nhập Đến lúc nào thì mới có thể Pháp môn vô lượng thề nguyên háo Khi đã khai ngộ Đại triệt đại ngộ Mình tầm kiến tánh Đến lúc đó sẽ học như thế nào Là học rộng nghe nhiều Phương pháp khác nhau Phường pháo giáo dục Trẻ con lúc sớ học là một môn Sau khi khai ngộ Là vô lượng môn Và lúc đó Việc học tập sẽ rất dễ dàng Vừa nhìn thấy Vừa nghe được liền hiểu rõ Việc học vô lượng pháp môn Long thọ Bồ Tát đã làm ra tấm gương cho chúng ta. Sau khi Ngài khai ngộ, chứng được sơ địa Bồ Tát, tất cả kinh mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết trong 49 năm, Ngài học rộng nghe nhiều, dùng hết bao nhiêu thời gian, thì học xong, ba tháng liệu có thể không chúng ta tin tưởng có thể vì sao vậy chúng ta nhìn thấy ví dụ của huệ năng đại sư huệ năng đại sư đã khai ngộ phải biết rằng ngài không biết chữ chưa từng đi học Ngài nghe kinh Tôi tin rằng Cao lắm Không quá Hai tiếng đồng hồ Đây chính là lần nghe kinh Của cả cuộc đời Ngài Trong cái thất phương trượng Của ngũ tổ Nửa đêm canh ba Giảng cho Ngài kinh Kim Cang Khẳng định là không cần đến quyển sách giảng đại ý kinh kim cang ngài nghe đến ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm đại Khá chiếm khoảng một phần tư toàn bộ kinh kinh kim cang có khoảng trên năm ngàn chữ có lẽ là giảng được khoảng một ngàn chữ ngài liền khai ngộ nói ra năm câu nói đó chính là báo cáo của ngài, cũng là luận văn tiến sĩ của ngài. Ngũ tổ vừa nghe được, thôi được rồi, đi bác liền trao cho ngài. Vì sao không cần giảng nữa? Ngài thấy đều thông rồi. Không những là thông kinh kim cang. mà kinh bát nhã cũng thông luôn phật tích ca mâu ni 22 năm giảng bát nhã bạn xem ngài chỉ trong một hai tiếng đồng hồ liền thông đạt phương pháp này quá tuyệt diệu trên đường ngài đi chạy nạn Gặp được tỳ kheo ni vô tận tạng. Tỳ kheo ni vô tận tạng. Cũng là một đời, một bộ kinh, một môn tham nhập trường kỳ huân tu. Cô chọn là kinh Đại Niết Bàn. Kinh Đại Niết Bàn có 40 quyển Phân lượng rất lớn Mỗi ngày đều đọc tụng Lúc cô đang đọc kinh Huệ Năng Đại Sư ngồi bên cạnh nghe thấy Đợi đến khi cô đọc xong Ngài đem đại ý kinh văn giảng cho vị tỳ kheo ni này nghe ừ. tỳ kheo ni vô tận thạng nghe thấy bởi phục đến năm vóc sát đớ cùng mang bổng kinh đến thành giáo với ngài huệ năng đại sư nói tôi không biết chữ ngài không biết chữ vì sao có thể giảng hay như vậy việc này đối với việc biết chữ hay không biết chữ có học kinh hay không học kinh chẳng liên quan gì ừ. khi tiệc hiệu nị vô tận tạng đã khai ngộ cả một đời dưới hội của ngài có hơn bốn chục người khai ngộ Tỳ Kheo Ni vô tận tạng và pháp sư Huệ Minh hai người này là đầu tiên là người khai ngộ sớm nhất. Vì sao họ có thể khai ngộ? Nhất niệm chân tâm liền khai ngộ. Thời gian của một niệm rất ngắn. Chúng ta có thể xem cách nói của Bồ Tát Di Lạc dùng một giây của hiện nay trong một giây có bao nhiêu ý niệm? Có hai ngàn một trăm ngàn tỷ. Một giây có hai ngàn một trăm ngàn tỷ ý niệm. Trong đó một niệm là giác ngộ. Niệm niệm liền sẽ giác ngộ. Vừa giác ngộ Thì vọng tâm liền biến mớ. Niệm niệm đều là giá Đó chính là chân tâm Chân tâm Là không sanh không diệt Vọng tâm Là tâm sanh diệt Bạn xem Vọng tâm đoạn dứt Thì chân tâm hiện tiền Trần tâm chiếu kiến Biến pháp giới hư không giới Có một thứ nào không rõ ràng Có một thứ nào không minh bạch Chúng ta ở trong đàn kinh xem thấy Pháp Đạt Thiền Sư Các bậc cổ nhân đều là như vậy Cả một đời ông chuyên con vào kinh pháp hoa người tụng kinh pháp hoa rất nhiều kinh pháp hoa tuy chỉ có bảy quyển nhưng phân lượng của nó rất lớn thông thường một người một ngày tụng một biển ngài tụng hết ba ngàn biển Đọc sách ngàn lần Nghĩa kia tự hiểu Ngài đọc được ba ngàn lần Nhưng vẫn chưa kiến tánh Ngài bèn đến Tào khê Đảnh lễ Lục tổ Hiện nay là Nam Hóa Tự Nhìn thấy lục tổ Liền lễ ba lễ Nhưng đầu không chạm đớ Khi ông đứng dậy Lục tổ hỏi ông Lúc nãy thầy lễ ba lễ Nhưng đầu không chạm đớ Điều này biểu thị ý gì? Là ngạo mạn Lục tổ bèn hỏi ông Ông có điều gì đáng tự hào phải không? Ông cũng rất thật thà Ông tụng hết Ba ngàn bộ pháp hoa Điều này thật không dễ Một ngày tụng một bộ Hơn ba ngàn bộ Vậy cũng gần mười năm Lục tổ hỏi ông Kinh Pháp Hoa Phật nói về cái gì? Ông nói không được. Bèn quay qua, thịnh giáo với lục tổ. Lục tổ nói, kinh này tôi vẫn chưa nghe. Ông đã niệm được rất thuần thục hãy niệm cho tôi nghe thử. Kinh Pháp Hoa tổng cộng có 28 phẩm. Ông niệm đến phẩm thứ hai, Lục tổ liền nói với ông Không cần niệm nữa Tôi hoàn toàn hiểu rồi Bạn hãy nghĩ mà xem Người khai ngộ Họ học mọi thứ nhanh biết báo 28 phẩm kinh Vừa đến phẩm thứ hai Đã liền hoàn toàn minh bạch Phía sau không cần nghe Lục tổ giảng cho ông ấy nghe Ông ấy liền khai ngộ Lúc đánh lễ lần nữa lúc này đầu chạm đó đây chính là nói vẫn chưa khái ngộ hà tốn bao nhiêu là khí lực đọc biết bao nhiêu kinh nhớ như in kinh văn nhưng không khái ngộ phương pháp đức phật sử dụng là phương pháp sống biết được trong tự tánh đầy đủ trí huệ viên mãn chỉ cần kiến tánh trí huệ này sẽ liền hiện tiền trí huệ chiếu kiến cảnh giới ở bên ngoài vô sở bất tri vô sở bất năng chẳng cần phải học vừa thấy liền hiểu rõ vừa nghe liền hiểu rõ vừa ngửi vừa nếm tác dụng của sáu căn đối với sáu trần triệt để thấu số đây là lý do vì sao phải cầu đắc định khai ngộ đạo lý chính ở chỗ này nếu bạn không khai ngộ dù một đời hay mười đời cho đến vô lượng ký bạn cũng vô phương chẳng thể nào hiểu rõ Điều này quá khó Nếu như đã khai ngộ Một bộ kinh thôi tế Cà Ni giảng kinh thời gian rất dài Bạn nghe mấy câu liền minh bạch Không cần thiết phải nghe trọn Cũng chẳng cần phải học xong Thế Tôn dạy học Là dùng phương pháp này Giới định huệ Phương pháp này gọi là tam học Thông đạt Vô thượng bồ đề Không phải khi chúng ta ghi nhớ Kỹ vẫn chi học Ngay cả khổng tử Cũng không xem trọng cách này Khổng phố tử đã từng nói Kỹ vẫn chi học Bất tốt dĩ vì nhân sư giả khổng tử xem trọng điều gì xem trọng khai ngộ ngộ là sống là trí huệ không phải trì thứ học trò của khổng tử với nhiều có người hỏi về nhân hỏi về hiểu khổng tử đối với mỗi một người hỏi đều dạng khác nhau tại vì sao vì tùy theo căn cơ từng người mà thuyết phá nếu như là ký vấn trí học cái nó khẳng định là giống nhau là chế không phải sống sau khi khai ngộ thì là sống không phải chế mỗi một phá đều đầy đủ vô lượng nghĩa điều này mới hữu dụng hữu dụng ở chỗ nào phổ độ Biện pháp giới hư không giới Tất cả Chúng sanh khổ nạn Giúp họ giải quyết Nghi nàng tạp chứng Đây là trí huệ chân thật Không phải trì thớ Ngày nay toàn thế giới Trung Quốc thời xưa Là cầu trí huệ Hiện nay không cầu trí huệ Học theo người nước ngoài Đi cầu tri thức Trí thức không thể giải quyết vấn đề. Khoa học tạo ra nhiều vấn đề, nhưng chính nó lại không thể giải quyết. Các nhà khoa học biết rằng vấn đề của xã hội hiện nay nếu như không được giải quyết thì sau 30 đến 50 năm nữa Trái đất này sẽ bị diệt vong. Đây chính là kết luận của nhà khoa học. Trái đất không còn là nơi thích hợp cho loài người cư trú. Ý muốn nói là khoa học phát triển đến sau cùng đồng nghĩa với nhân loại sẽ bị tuyệt diệt trên trái đất này. Nếu như truyền thống học thuộc của Trung Quốc phát triển, Phật Pháp Đại Thừa phát triển, đến sau cùng sẽ là cái gì? Địa cầu này sẽ biến thành thế giới cực lạc. Sẽ khác hẳn. Chân thật sẽ biến đổi. Tại vì sao? Vì cảnh tùy tâm chuyển. Người người đều có lòng tự tin Trong khóa học không có Lòng tự tin là gì? Chính mình tin rằng Bổn tánh, bổn thiện Tin vào những gì chư Phật Như Lai đã nói Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Đã có Phật tánh Đương nhiên có thể thành Phật Họ có lòng tin Tin vào những gì Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói Tất cả chúng sanh Vốn dĩ là Phật Cùng với bổn tánh bổn thiện Mà Cổ Thánh Tiến Hiền Trung Quốc đã nói Đối với điều này Có lòng tin Người người đều là trí thiện Là sự thuần tịnh thuần thiện Viên mãn rốt ráo Vì sao lại biến thành như thế này? Do mê rồi Khi đã mê Liền có khổ Liền có phiền não Liền có khổ báo Thập pháp giới là quả báo nhất chừng pháp giới mới là cực lạc chân thật chỉ có tám hiện không có thức biến trong nhất chừng pháp giới không có tám thức không có a à lạ già Chuyện a la gia thành đại viên cảnh trí. Chuyện thức thành trí. Vậy ngày nay, đại viên cảnh trí của chúng ta biến thành a la gia bình đẳng tánh trí của chúng ta biến thành mạc na. Còn dị quan sát trí thì biến thành ý thứ thứ sáu, Chúng ta sai rồi. Vì sao lại biến thành nông nỗi này? Phật ở trên kinh nói với chúng ta với một niệm bất giá bàn sờ nhớ. Vì sao diễn biến thành niệm niệm bất giá? Chúng cử tương tự tương tục rồi tạo nên hoàn cảnh này, đó chính là ý niệm của chính mình tạo thành. Nhưng vốn dĩ nó không hề có. Những thứ do bản thân mình tạo nó có thật không? Không có, nó chỉ là giả có, giống như nằm mơ vậy. Trên kinh Kim Cang Phật nói rất hay, nhất thiết hữu vi Pháp hữu vi chính là pháp sanh diệt là pháp do a la gia biến hiện như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện thời gian nó tồn tại giống như tia điện vậy lóe một cái liền không còn thậm chí ánh chết này chúng ta cũng nhìn không thấy chính là ở ngay trước mắt nhưng chúng ta không thấy tại vì sao do tốc độ quá nhanh mắt thường của chúng ta đại khái một ánh chớp mất khoảng nửa giây chúng ta có thể cảm giác được ánh chớp lóe lên một chút là biến mất trong một giây có thể nhìn thấy cảnh giới trong ánh quang đó trong ánh quang này có cái gì có người có sơn hà đại địa có cây cối hoa cỏ trong một giây có thể có được ấn tượng nhưng rất mơ hồ do có rất nhiều ý niệm vi tế đang xen nhau chúng ta cảm thấy như có huyện tướng Chúng ta dùng việc Xem điện ảnh Điện ảnh thời nay Là dùng kỹ thuật số Phương thức điện ảnh cũ Trước đây Các bạn trẻ thời nay Đại khái không biết Vì chưa được thấy qua Hình thức điện ảnh cũ là do chuyển động các bức hình. Ở đây tôi có một cuốn phim. Đây là kiểu điện ảnh cũ. Do các bức hình chuyển động mà tạo thành ở trong này đều là phim dùng đèn chiếu. Cuốn phim này được rọi bỏ vào máy chiếu rồi phát lên màn hình. Chính là có một hình ảnh Hình ảnh này hiện trên màn hình Nó dừng lại trong bao lâu? Một phần 24 giây Cũng chính là Một giây có 24 tấm Nó cứ ở nơi đó chuyển động Một giây 24 tấm Trong một giây Chúng ta có thể nhìn thấy Những hình ảnh ở trong đó Còn có thể nhìn thấy Một số động tác Nếu như Trong 24 tấm Chúng ta chỉ giữ lại một tấm Còn 23 tấm khác Thể đều bôi đen Rồi bỏ vào máy chiếu Sẽ có hiện tượng gì? Hiện tượng đó là Trong một phần 24 giây Có thể cảm nhận được Có một ánh quang lóe lên Trong ánh quang đó Chưa kịp thấy được thứ gì Là đã biến mất Một phần 24 giây Chúng ta đã chẳng thể nhìn thấy Bây giờ tăng tần suất này lên đến bao nhiêu tấm phim trong một giây? Đó là 2.100 ngàn tỷ. Nó chính là ở ngay trước mắt chúng ta. Nhưng chúng ta một chút cảm giác cũng không có. Đây là sự thật, không phải giả. Vì thế sau khi bạn hiểu rõ được đạo lý này, mới biết rằng sáu căn của chúng ta khi tiếp xúc với cảnh giới sáu trần thấy đều là giả. Ngay cả cái tướng giả cũng chẳng nhìn thấy. Mắt không nhìn thấy, tai không nghe được, mũi lưỡi cũng đều không thể khởi tác dụng. Do nó quá nhanh, nên phải y theo Cách nói này Của Bồ Tát Di Lạc Nếu ít nhất là Một cái bốn tay Một cái bốn tay là 32 ức trăm ngàn niệm Một cái bóng tay chúng ta chỉ có thể nhìn thấy Một tia sáng Thậm chí ngay cả tia sáng Cũng chẳng phát giác được Nếu hai cái bóng tay Hay ba cái bóng tay có thể cảm giác được một tia sáng. Nếu là sáu bảy cái, bốn tay nhìn thấy trong ánh quang, hình như có được thứ gì đó, mới có thể thấy được Nhưng vừa nhìn thấy là biến mất. Đây là chân tướng sự thật mà nhà khoa học nói với chúng ta tần suất của truyền hình còn cao hơn điện ảnh điện ảnh kiểu chuyển động các bức hình là theo đối điện ảnh cũ một giây có 24 tấm hình Đó là một giây Còn Đấy. truyền hình Không phải kiểu truyền hình hiện nay Có lẽ là kiểu truyền hình của 30 năm về trước Có 50 tấm Vì thế nó so với điện ảnh Thì chân thật hơn Hiện nay là dùng kỹ thuật số Kỹ thuật số thì một giây có 100 tấm Vì thế nhìn thấy Dường như ý như thật vậy vậy trong a là da một giây có bao nhiêu tấm nếu như bốn được bảy lần vậy là một giây là hai nghìn một trăm ngàn tỷ vậy thì biến thành cái gì biến thành thật không phải giả hoàn toàn là thật nhưng kỳ thật lại toàn là giả trong một giây xuất hiện hai ngàn một trăm ngàn tỷ. Chúng ta không thể không biết khoa học đối với Phật Pháp có sự cống hiến rất lớn. Nếu như không có sự phát hiện của nhà khoa học, những báo cáo này chúng ta đối với sự việc sâu xa khôn lường được nói trên kinh chỉ có lòng tin người thật thà tin tưởng không dám hoài nghi người không thật thà họ liền nghi ngờ những điều phật thúy không phù hợp với khoa học dùng khoa học để kiểm nghiệm những vấn đề trồng chất của họ, thì nói cách khác, họ sẽ phủ định chứ cũng không thể tin tưởng. may mắn thay, lượng tử lực học ngày nay đã chứng minh được một phần. đối với những điều chưa được chứng thực, cũng không dám xem nhẹ. họ nhận thức được điều gì nên khối học công nghệ của chúng ta vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đạt đến cứu cánh viên mãn. Những gì trên kinh Phật nói so với công nghệ của chúng ta còn cao hơn rất nhiều. À, Nguồn gốc của thế giới cực lạc là do tự tánh biến hiện ra không phải a la gia so với việc được khởi ra từ a la gia nếu so sánh hai điều này a la gia là hư vọng là giả còn thế giới cực lạc là thật nó không sanh không diệt nó không có biến hóa thọ mạng rất dài cũng không có biến hóa. Người ở nơi đó không cần lương thực, không cần ngủ. Thế giới đó là thế giới quang minh, không có đêm tối, cũng chính là không có bóng đêm. Không luận bất kỳ nơi đâu, thể đều quang minh sáng sủa. Cả đại địa đều phóng quang. tâm có người ở thế giới đó không có chấp trước không có phân biệt không có khởi tâm đồng niệm hay nói cách khác mọi người đều an trụ trong đại định đại định này là tự tánh bổn định vốn dĩ chính là như vậy huệ năng đại sư đã nhìn thấy câu nói thứ tư của ngài nào ngờ tự tánh vốn không dao động tự tánh không hề động không hề lay động đây là tự tánh, bổn định. Chúng ta từ chỗ này thể hội được vì sao Phật Pháp lại xem trọng thiền định? Bởi do tự tánh vốn định khởi tám đồng niệm là đi ngược lại với tự tánh. Vạn duyên buông xả chính là tùy thuận tự tánh. Trong tự tánh Không lập một pháp nào Chính là cái gì cũng không có Tâm địa của bạn Phải thật sạch sẽ Thể điệu buông xả Như vậy liền tương ứng với tự tánh Tùy thuận tự tánh Trong tâm mình mà có bỏ thứ gì vào Vậy thì sai rồi Đó là phàm phu Phàm phu của lục đạo toàn là vọng tưởng Chẳng có thứ nào là thật phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng vậy nếu chúng ta muốn hỏi thế giới cực lạc có phải hư vọng không thế giới cực lạc không phải hư vọng vậy thế giới cực lạc có tướng không nó có tướng cái tướng này là tánh đức không phải vọng tưởng thập pháp giới y chánh trang nghiêm là do vọng tưởng biến hiện ra tướng của thế giới cực lạc là tánh đớ do tự tánh biến tự tánh hiện gặp được duyên thì nó hiện chưa có duyên thì nó ẩn nó có ẩn hiện nó không có sanh diệt sanh diệt là sát na bất trụ cái tướng phía trước không giống với cái tướng phía sau Thế giới cực lạc thì cái tướng phía trước giống với cái tướng phía sau. Vì thế nó không phải sanh diệt. Do đó chúng ta biết được thọ mạng của người ở thế giới cực lạc mỗi mỗi đều là vô lượng thọ không những vĩnh viễn trẻ trung họ không bị lão suy lão suy thế là gì là có sự biến hóa họ không có sự biến hóa Cùng một đạo lý như vậy Nếu tâm người là định Là thanh tịnh Tuy tuổi tác đã cao Nhưng Họ lão suy rất chậm Người 80 tuổi xem ra Giống như 60 tuổi Người 100 tuổi Xem chừng giống như 70 tuổi Chính là như vậy Đây là do nguyên nhân gì? do tâm thanh tịnh nếu trong tâm nhiều vọng niệm nhiều phiền não nhiều tạp niệm sự biến hóa của họ càng nhanh cũng chính là họ lão suy rất nhanh ý niệm khống chế thân thể của chúng ta khống chế hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta Chúng ta không thể không biết Nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà Bạn phải nên Thường ghi nhớ 48 nguyện Kinh điển không thể chỉ đọc thuộc lòng Chúng tôi hy vọng Mọi người Sẽ đọc phẩm thứ sáu Của bộ kinh này Phẩm thứ sáu chính là 48 nguyện Phải niệm 48 nguyện cho đến thuộc lòng Niệm càng nhiều càng tốt Chúng ta cứ y theo Câu chữ trong này mà phát nguyện Chúng ta sẽ đồng tâm Đồng nguyện Đồng đức Đồng hành Với A-di-đà Phật vạn sanh thế giới cực lạc tĩnh tâm trọn đủ chân thật là chí đồng đạo hợp với a di đà phật Vậy có thể không vạn sanh được sao? Không có đạo lý này. Phần kinh văn trong cái nguyện này Chúng sanh của tập phương thế giới Nghe được danh hiệu của A-di-đà Phật Chí tâm tính nhạo Chí tâm là chân tâm Chân thành đến tột bậc gọi là Chí tâm Biểu hiện ở tính Không một mảy may hoài nghi Nhạo Nhạo là sở thích là sự yêu thích Vô cùng khó được Sở hữu thiện căn Tâm tâm hồi hướng Chính là Tính, nguyện, trì danh Tâm tâm tương ứng Nguyện sanh ngã quốc Là phát nguyện Ta phải đi đến nơi nào đó Ta nhất định phải đến thế giới cực lạc Đến thế giới cực lạc Học tập với A-di-đà Phật Sau khi đại triệt đại ngộ Mới học rộng nghe nhiều Học rộng nghe nhiều Là Dùng phương pháp của A-di-đà Phật Đó chính là Phần Vô lượng vô biên thân Là phần thân Cùng một thời gian Đi Tham phỏng Đảnh lễ Tất cả chư Phật như lai Đây là tu phứ Cũng Phật tu phứ Nghe Phật giảng kinh thuyết phá Mỗi một vị Phật Giảng cho bạn một bộ kinh Không hề có sự trùng lặp bạn đồng thời thấy đều tường tận trong pháp giới hư không giới hết thảy kinh giáo được tất cả chư Phật như lai thúy đều hoàn thành cùng một lốt đây là tây phương cực lạc thế giới là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Do vậy, ngay cả thập phương thế giới, đẳng giác Bồ Tát ở có thật báo. Để muốn đến Tây phương cực lạc thế giới để tham học. Được thân cận A Di Đà Phật, nghe ngài giáo huấn nại chí thập niệm bà niệm phật cần niệm bao nhiêu ít nhất là mười niệm mười câu a di đà phật một câu tiếp nối một câu niệm mười câu a di đà phật nhược bất sanh giả bất thụ chánh giá nếu như không thể vạn sanh phát tạng tỳ kheo quý không thành phật hiện nay ngài đã thành phật rồi nói rõ cái nguyện này đã viên mãn thành tựu phía sau có hai câu duy trừ ngũ nghịch phỉ bán chánh phá loại người này xã hội hiện nay có hơn nữa cũng không phải ít ngũ nghịch là giết cha giết mẹ Giết A-la-hán Làm thân Phật chảy máu Phá hòa hợp tăng Năm tội này Đặc biệt Nghiêm trọng Tạo tác năm tội này Sau khi chết đều phải Vào địa ngục vô gián đó là nơi khổ sở nhớ Ở địa ngục Những người này không thể vạn sanh Hai câu, tám chữ này Phía sau của phẩm thứ sáu có một đoạn chú giải rất dài. Niệm lão cư sĩ dẫn ra căn cứ từ kinh điển. Vì chúng ta làm chú giải tỉ mỉ nhằm nói rõ. Quả thật cổ đức có một số người chủ trương Lời nói này của Phật là thật Tại vì sao? Vì tội mà họ đã tạo quá nặng. Nhưng lại có một số tổ sư Đại Đức nói rằng đây là cách nói phương tiện của A-di-đà Phật. Tại vì sao? Vì cái tội này thật sự nghiêm trọng. Khuyên có người nhất định không thể tạo cái tội nghiệp này Dụng ý chính là đây Nếu đã tạo rồi thì phải làm sao Đã tạo rồi thì chân thật sám hối Vì sao sẽ không tái phạm nữa Một khi quay đầu Tính nguyện trì danh Cũng có thể vãng sanh Đây chính là cách nói Của thiện đạo Đại sư nói rõ sự từ bi của a di đà phật chân thật đến tột bậc người ngủ nghịch thập á lúc làm chung sám hối vẫn có thể vạn sanh nhưng chúng ta biết rằng người đã tạo loại tội nghiệp này hoàn thần trái chủ rất nhiều Một đời của chúng tôi gặp được rất nhiều Người niệm Phật Đến giờ Phúc Lâm chung Khổ không tả nổi Đó là do cái gì? Do oan thần trái chủ Đến đòi mạng Đến đòi nợ Họ sẽ chứng ngại bạn vãng sanh Sự việc này rất khó tránh khỏi. Vì thế đồng học niệm Phật lúc bình thường trong bài công khóa sớm tối mỗi ngày làm bài hồi hướng nhất định phải hồi hướng chú ăn già trái chủ hy vọng đến lúc lâm chung họ sẽ không đến với nhiễu ta Phần lớn những oan gia trái chủ này đều có thể tiếp nhận. Vì sao vậy? Chúng ta vãng sanh đối với họ là một việc tốt. Sau khi vãng sanh, chúng ta sẽ là Bồ Tát. Họ cùng với Bồ Tát có duyên. Bồ Tát nhất định sẽ đổi cho họ. Bồ Tát không phải người phàm chúng ta hiện nay phải tu bồ tát hạnh ngày nay tôi xem thấy mấy câu nói rất hay tôi có đem nó tiết lục ra hy vọng chúng ta trong sinh hoạt thường ngày làm người phải có cái tiêu chuẩn này cảm tạ kẻ có ân tha thứ người có thù giúp đỡ người khốn khó cứu tế kẻ nghèo hèn điều phục kẻ cuồng dài chỉ dẫn kẻ ngu si cảm hóa kẻ á khích lệ người hiền cảnh tỉnh kẻ biến nhá tỉnh giác người u mê mười câu nói này Hy vọng chúng ta Mỗi một câu đều có thể làm được Đối với sự bản sanh của chúng ta Sẽ có lợi ích rất lớn Những người này là người có liên quan với chúng ta Bao gồm cả bản thần trái chủ Họ sẽ không chứng ngại chúng ta Sau khi chúng ta thành Phật những người này chính là đối tượng đầu tiên chúng ta cần phải độ. Chúng ta xem tiếp phần kinh văn phía dưới. Do phạm phụ ở trong sanh tử, trầm mây màng rong ruổi theo cảnh, Chúng ta thường đều phạm phải khuyết điểm này Đối với chân tâm của chính mình bị mê hoặc rồi Tùy theo cảnh giới ở bên ngoài Cảnh giới ở bên ngoài Ảnh hưởng đến chúng ta Thậm chí còn khống chế chúng ta Chúng ta không có gì thoát khỏi Trầm luân biển khổ Thoạt vào, thoạt ra Thoạt vào là tam thiền đạo Thoạt ra Là tam ác đạo Có người trong vòng luân hồi Nhất định là thời gian ở tam ác đạo Dài Còn thời gian Ở tam thiền đạo Ngắn Tại vì sao? chúng ta từ sớm đến tối khởi tâm đồng niệm chính mình hãy nghiêm túc mà quan sát là thiện niệm nhiều hay ác niệm nhiều cái gì là thiện cái gì là á có thể thấy người khác suy nghĩ là thiện Thay chính mình suy nghĩ chính là á Chư Phật Bồ Tát Không có lấy một niệm bị chính mình Các ngài khởi tâm đồng niệm Đều là nghĩ đến giống sanh khổ nạn Làm thế nào để giúp đỡ họ Phá mê khai ngộ Đìa khổ được vui Ngoài một niệm này ra Thì không còn một ý niệm nào khác Bồ Tát minh tâm kiến tánh Ngay cả cái ý niệm này cũng không có Vậy các ngài có thể khởi được tác dụng không? Khởi được tác dụng Tất cả chúng sanh có duyên Khi họ khởi tác nông niệm đây gọi là cảm Bồ Tát Lập tức liền có ứng Chúng sanh có cảm Có khởi tâm đồng niệm Bồ Tát liền ứng Nhưng không hề khởi tâm đồng niệm Điều này thật bất khả tư nghì Không khởi tâm không đồng niệm Lại có thể ứng Hơn nữa, Bồ Tát ứng vô cùng nhanh. Tại vì sao? Vì Bồ Tát đã kiến tánh. Trước giờ chứ hề rời xa chúng ta một bước. Chúng ta biết rằng chư Phật Như Lai trú ở thường tịch quang. Thường tịch quang không lúc nào không có không nơi nào không có còn pháp thân bồ tát thì sao trên kinh nói cho chúng ta phần chứng thường tịch quan cũng chính là nói cảm ứng của các ngài cùng với pháp thân phật trong thường tịch quan không hề khác biệt Tập khí phiền não vô thủy vô minh Đối với các ngài mà nói Chỉ có một sự việc này là Trở ngài. Sự việc này chính là Các ngài muốn trở về thường tịch quan Nhưng đi không được Nhất định Phải đoạn sạch sẽ Một phẩm tập khí Vô thủy vô minh sau cùng này các Ngài điện sẽ trở về Thường Tịch Quang. Hay nói cách khác, các Ngài không có năng lực trở về Thường Tịch Quang, nhưng các Ngài cùng với chúng sanh cảm ứng Đạo Giao ở trong Thập Pháp Giới Phổ Độ chúng sanh. Điều này cùng với Pháp thân Phật ở Thường Tịch Quang không hề khác biệt tuy hiện thân thuyết phá giúp đỡ chúng sanh nhưng quả thật không hề khởi tâm đồng niệm không hề phân biệt chấp chứa cao mình chính là chỗ này đây là việc mà Tánh thừa bồ tát không thể làm được từ số trụ của viên giáo trở lên hay số địa của biệt giáo trở lên các ngài có thể làm được Dưới đây nói Nếu như Không có đại nguyện Mười niệm ác được sanh Chúng sanh Còn biết đâu Mà thoát khỏi luân hôi chính là a di đà Phật. Từ bi đến tột bậc. Chúng sanh ngũ nghịch thập á, gặp được pháp môn này đều có thể thành tựu vấn đề ở chỗ bạn có tin hay không? Có bằng lòng vãng sanh hay không? Chân thật tin tưởng, chân thật muốn vãng sanh, không một ai không được vãng sanh. Vì vậy Do chúng sanh lắm chướng Đây chính là nói phạm phù chúng ta Đạt Thùy phương tiện Đặc biệt Thùy là người trên đối với kẻ dưới Cho chúng ta phương tiện cứu cánh phương tiện đến tàu cùng khai pháp dễ hành này phương pháp này là pháp tu hành dễ dàng nhớ thậm chí Đến mức khi kinh bị diệt Tương lai Pháp vận 12.000 năm Của Thế Tôn Đến lúc viên mãn Kinh giáo Bị biến mất Trên thế giới này Hết thẻ kinh Được thứ trong 49 năm Đều biến mất Đặc biệt lưu lại kinh này Chỉ có Bộ kinh này Còn lưu lại Lưu lại trong bao lâu Một trăm năm Để làm Thuyền bè Do đó Bảo là chuyên vị phàm phu Chúng ta phải cảm ơn Phải tri ân báo ân Dùng phương pháp gì để báo ân? Y giáo tu hành Vạn sanh tịnh độ Để báo đáp A-di-đà Phật Vì đã dùng Phương tiện cứu cánh này Độ chúng ta đến thế giới cực lạc làm phật đoạn này nói chuyên vì phàm phu phía sau lại tiếp tục nói có mật điển là kinh điển của mật tông đại bi vi căn bồ đề vi nhân phương tiện vì cứu cánh. Đây là những điều được nói trong kinh Tỳ Lô Giá Na. Câu này chỉ rõ phải có phương tiện độ sanh rốt ráo thì mới là quả giác rốt ráo của Như Lai. Vì vậy phương tiện rốt ráo mười niệm ác sanh quả thật đã thành tựu rốt ráo bởi phương tiện xứ tối cực của Đức Di Đà chính là trong bộ kinh này đối với định huệ như là đã thấu xuống đến cùng cực đoạn này đầu tiên dẫn dụng ra kinh điển của mật tông và câu này vô cùng quan trọng. Phật, vì sao phải độ chúng sanh? Hơn nữa chúng sanh lại rất khó độ. Bạn giúp cho họ, họ còn phỉ bán bạn. Thậm chí còn muốn làm hại Bạn. họ không cảm ơn bạn là do họ bị mê hoặc là mọi thứ trong điên đảo không biết chân tướng sự thật nhưng đức phật vẫn thương xót họ đây chính là đại bi là cội gốc đồng thể đại bi. Bạn nói với họ, họ không tiếp nhận, họ không thể tin tưởng, họ còn nói bạn được gặp họ. Bồ đề là nhân, bồ đề là giác ngộ, chính là trí huệ đầy đủ của tự tánh trí huệ chiếu kiến thì vô cùng rõ ràng phương tiện là cứu cánh không có phương tiện cứu cánh không thể nào giúp nổi phương tiện cứu cánh này chỉ có a Di Đà Phật có tất cả chư Phật như lai đều thiếu mớ pháp môn này. Tất cả chư Phật có cần thiết phải mở pháp môn này không? Không cần. A-di-đà Phật mở pháp môn này là đủ rồi. Cho nên, tất cả chư Phật Như Lai đều khuyên phạm phúc lục đạo tội nghiệp sâu nặng trong thế giới của các ngài khuyên họ niệm a di đà phật cầu sanh thế giới cực lạc phương tiện cứu cánh của đức di đà ngay lập tức biến thành phương tiện cứu cánh của tất cả chư Phật Như Lai. Phật không có phân biệt, không hề phân biệt tôi với anh. Anh có, tôi không có. Hay tôi có, còn anh không có. Phật không có những điều này. Trong cảnh giới của Phật, anh có chính là tôi có Tôi có chính là anh có Không có sự tránh luận a di đà Phật ở nơi đó Thiết lập trường học Tất cả chư Phật Giúp Ngài chiêu sinh Đem chúng sanh khổ nạn Ở thập phương thế giới Thể đều gửi đến Tây phương cực lạc thế giới vì thế tây phương cực lạc thế giới mỗi một ngày người vãng sanh đến nơi đó không biết có bao nhiêu người chúng ta trên trái đất này người vãng sanh không nhiều nhưng người vãng sanh của thập phương thế giới thì rất nhiều rất nhiều Điều này nói rõ Thạp niệm ác sanh Của cảnh đến tổ cùng Không có cái nào Của cảnh hơn cái này Trong đời này của tôi Nhìn thấy một người Ở nước Mỹ Người này không có tín ngưỡng tôn giáo Ông là tiên sinh chú Quảng Đại ông ở Maryland mở một tiệm bánh mì cuối đời mắc phải bệnh ung thư là ung thư thời kỳ cuối bệnh viện đã tuyên bố không chữa trị cho ông và với người nhà mang ông về họ ưu tính thâm mạng của ông. Cao lắm còn được một tháng Lúc đó Người nhà ông Rất hoang mang Gia đình họ Không có tín ngưỡng tôn giáo Đến khắp nơi tìm một tôn giáo Xem thử liệu sẽ có Kỳ tích xuất hiện không Họ tìm đến chúng tôi Chúng tôi cử vài đồng học đi xem thử Họ gọi điện vị nói với tôi Quả thật là rất nghiêm trọng Không có gì tiếp tục Chữa trị được Mọi người bèn khuyên họ Niệm A-di-đà Phật Cầu sanh thế giới cực lạc Chu cư sĩ là người có thiện căn. Ông nghe được điều này liền tiếp nhận. Nói với người nhà, không cần phải cầu thầy, không cần phải tìm thuốc men chữa trị nữa, người nhà thể đều cùng ông niệm phật, niệm được ba ngày ba đêm, thì ông vạn sanh. Ông nói với mọi người ý niệm vừa chuyển bắt đầu niệm phật, ông liền không cần thấy đau. Vốn dĩ cái bệnh này vô cùng đau đớn Nhưng cái đau này liền biến mất Cho nên ông rất hoan hỷ An tường mà vạn sanh Chứng minh những gì được nói trên kinh A-di-đà Hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, đến bảy ngày Đây là để thần chúng tôi nhìn thấy Một người niệm Phật ba ngày Lúc làm chung Sau khi vãng sanh Đem đi hỏa táng Còn lúc này xá lợi Vì người niệm Phật Chúng ta chứng minh Chân thật quay đầu chân thật tín nguyện đầy đủ thật sự có thể vạn sanh điều này chính là trong bộn kinh này đối với định huệ như lai đã tháo số đến cùng cực Người đời này sao nở vì pháp dễ hành này mà khinh rẻ Quả thật Pháp môn này quá đơn giản Quá dễ hành Nên khiến mọi người hoài nghi Làm gì mà dễ dàng như vậy Đặc biệt là Người tạo ngũ nghịch thập á Bản thân họ đều không có lòng tin Cho rằng tội nghiệp của chính mình Quá xấu nặng Cũng biết tương lai Mình nhất định sẽ đòi vào địa ngục nhưng họ không biết quay đầu. Cho nên Một người làm á Đến lúc làm chung Quay đầu sám hối Cũng không phải là việc dễ dàng Nhất định trong đời quá khứ đã học qua pháp môn này Có được thiện căn phúc đức sâu dày Nên trong xác na này Mới khởi được tác dụng Nếu không có Thiện căn phúc đức nhân duyên Trong đời quá khứ Không thể nào đột nhiên là chịu Hồi đầu Không thể có trường hợp này Vì thế đoạn á tu thiện tích công lụy đức Trong đời này của chúng ta Quan trọng hơn bất cứ thứ gì Nhất định phải đọc kinh phải hiểu rõ lý lẽ phải y giáo phụng hành phía sau niệm lão đưa ra ví dụ ví như chiếc tivi màu máy cắt xé máy tính điện tử đều phải an toàn dễ dùng Quả thật rất an toàn Rất dễ sử dụng Dẫu cho kẻ không biết chút gì Về khoa học kỹ thuật Hệ nhấn nó một cái Liền có thể hưởng thụ Thành quả Khoa học Hiện đại nhất Ở đây đưa ra ví dụ này Do an toàn, dễ dùng. Người đời liền xem là kỹ thuật tiên tiến. Đều cùng một đạo lý. Cùng một lý do đó, vì sao trị danh dễ thực hành, bèn có rẻ, pháp môn này? Quả thật, tám vàng bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp môn này là đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Giống như việc sử dụng công cụ điện tử vậy, đồ dùng điện tử rất phức tạp. Đại muốn họ nói cho bạn nghe về phương phá và quy trình chế tạo vậy rất thiện phức. Bạn không cần hiểu nhiều như vậy làm gì. Bạn chỉ cần biết cách sử dụng là được. Phương phá sử dụng pháp môn tình độ vô cùng đơn giản. Bạn muốn hỏi về đạo lý Đạo lý rất sâu đẳng giác Bồ Tát Còn không thể hiểu rõ Trên kinh thường nói Chỉ có Phật với Phật Mới có thể thấu hiểu rốt ráo Nhất định Phải thành Phật Nhất định phải trở về thường tịch quan Bạn sẽ liền thấu hiểu toàn bộ Vẫn chưa khế nhập thường tịch quan Pháp thần Bồ Tát đối với sự việc này như thế nào? Các ngài biết nhưng không hoàn toàn rõ ràng. Cũng không thể nói là không rõ ràng. Các ngài không hoàn toàn rõ ràng, giống như chúng ta thấy xác, nhưng bị giăng bởi một lớp màng. Ngoài mặt cũng có thể Thấy được rất tường tận Nhưng chung quy là có chướng ngại Đối với chức Phật Như Lai Thì tấm màn này không có Xem được tường tận một cách trọn vẹn Có tấm màn này Có thể nhìn thấy bảy tám phần Đây đều là Ví dụ thường được đưa ra trong kinh điển chúng ta lại tiếp tục xem một đoạn ở bên dưới sớ sao của liên trì đại sư Niệm lão có dẫn dụng ra rất nhiều Nhưng chỉ cần trì danh Ác sanh về cõi ấy Dù cao hay thấp Dù thánh hay phàm Cho đến hoặc tin hoặc ngờ Hoặc khen hoặc chê Hệ biết có Đức Phật ấy liền thành thiện căn Nhiều đời, nhiều kiếp Đều được giải thoát Đoạn này nói được rất hay. Cái đoạn này để măng đức của A-di-đà Phật, của tịnh Tông. Thấy đều hiển thị ra cho chúng ta. Chỉ cần có thể tính nguyện trì danh Nhất định có thể vãng sanh thế giới cực lạc. Nhưng là như thế nào? Không nhất định là trong một đời này. Tại vì sao trong á à, lại giải thích của bạn trồng được chủng tử a di đà Phật? Bạn chính là người của thế giới cực lạc. Sớm muộn gì cũng nhất định được vãng sanh Người trên thế giới này vãng sanh Có thể được nhiều hơn Đúng như vậy Chúng ta là trong đời quá khứ Trọng được cá nhân này Nên trong đời này Được chín mùi Rất nhiều người hiện nay Trong đời này trồng nhân Đời sau kiếp sau Rồi cũng sẽ thành thục Chúng ta phải rõ ràng Chúng ta phải tháo xuống tại vì sao ừ. đó chính là dù cho có sự tin tưởng tin tưởng nhưng lại không muốn đi đối với thế giới này còn lưu luyến sau khi chết đi lại là đúng hồi y như cũ hoặc là hoài nghi hoài nghi đương nhiên là tính tâm không kiến định nhưng dù là tình hay nghi đều là người có duyên với phật tại vì sao do bạn biết được có một vị là a di đà phật có một nơi là thế giới cực lạc hoặc tán thán hoặc phỉ bán người tán thán biết rằng có thế giới cực lạc có a di đà phật người phỉ bán cũng biết Trong a la gia Đều có chủng tử Do đó nói Do biết có vị Phật ấy Chỉ cần biết Có A-di-đà Phật Có thế giới cực lạc Liền trở thành thiện căn Bạn xem Nhiều đời nhiều kiếp Đều được giải thoát Nếu trong đời này không được Thì còn đời sau kiếp sau Chúng ta biết được chân tướng sự thật Tranh thủ nỗ lực vạn sanh trong đời này Có thể tranh thủ được không? Có thể Vì sao vậy? Do a di đà Phật quá từ bi Chỉ cần chúng ta chân thật làm Ngài sẽ chân thật đến tiếp dẫn Thật sự hiện thân Cho chúng ta xem Pháp Sư Oánh Kha Triều Tống là tấm gương tốt nhất. Đây là một vị xuất gia không giữ thanh quy phá giới phạm trai Điểm mạnh của ông chính là Tự mình biết rất rõ Biết rằng những trọng tội mà mình đã tạo Tương lai sau khi chết nhất định đòi vào địa ngục nghĩ đến cái khổ của địa ngục ông liền sợ hãi quay sang thịnh giáo với đồng tham đạo hữu mọi người có cách gì giúp tôi không đòi vào địa ngục không liền có một vị đồng học tặng ông một quyển bản sánh truyện cho ông xem Ông xem thấy một số người niệm Phật vạn sanh vô cùng cảm động. Sau khi xem hết quyển sách này, ông Hạ quyết tâm tự mình đóng cửa liêu phòng. Một câu a di đà Phật niệm đến cùng. Niệm được ba ngày ba đêm. Không ngủ, không nghỉ. Ba ngày Ba đêm Không hề ăn cơm Không hề ngủ nghỉ Chân thật Niệm được a di đà Phật đến Phật nói với ông Con vẫn còn mười năm thọ mạng Mười năm sau Lúc con mạng chung Ta sẽ đến tiếp dẫn con vạn sanh Điều này có như là thọ ký Ông thật sự Giống như những gì Người thế tục Trung Quốc thường nói Phúc chỉ tâm linh Đó là đột nhiên thông minh ra Ông nói với A Di Đà Phật Mười năm thọ mạng con không cần Bây giờ con đi ngay với Ngài Phật hỏi ông vì sao không cần Ngài nói Tánh xấu của con rất nghiêm trọng E rằng không chống đỡ nổi cám dỗ Mười năm này con không biết Làm ra bao nhiêu tội lỗi nên còn không cần bây giờ cần đi ngay với ngài phật liền đồng ý nói với ông ông nói dạ được ba ngày sau đến tiếp dẫn ông ba ngày sau cái dùng ý này rất sâu nếu như lúc đó Phật mang ông đi Chẳng có ai biết được Chỉ biết rằng Pháp Sư Oánh Kha Chế trong phòng của mình Không có người biết Ba ngày sau Phật đến tiếp dẫn ông Ông có thể tuyên bố Việc này với mọi người Ba ngày ba đêm này Tôi đã niệm Phật ba ngày ba đêm không ăn không ngủ đã niệm được a di đà phật đến đây là cái gì chứng minh cho mọi người ba ngày ba đêm có thể niệm được a di đà phật đến ông là người như thế nào là một tỳ kheo phá giới phạm trai không giữ thanh quy người xuất gia tạo tác ác nghiệp đều có thể niệm được a à, di đà phật đến huống hồ là một người có thiện tâm thiện hạnh sao khiến mọi người sanh khởi lòng tin ngài nói với mọi người nhưng mọi người không tin may thay thời gian chỉ có ba ngày mọi người nói cứ đợi mà xem xem ba ngày sau thầy làm thế nào ăn nói Đến ngày thứ ba Ông yêu cầu Người xuất gia Trong chùa Niệm Phật tiễn ông vạn xanh Đương nhiên mọi người đều hoan hỷ Xem thử Thầy làm thế nào vạn xanh Kết quả khi đốt hương Đại khái Niệm được 15 phút Ông liền nói với mọi người A-di-đà Phật đến rồi Ông xem thấy còn người khác không thấy Cùng đại chúng cáo biệt Ông chân thật ra đi Không hề có bệnh khổ Nói đi là đi Sự việc này Được ghi chép Trong vạn sánh truyện và trong tình độ thánh hiện lộ lưu truyền cho người đời sau biết bao người xem thấy trường hợp của ông đều thấy cảm động sanh khởi tính tâm Xám trừ nghiệp chướng cầu sanh tịnh độ sự biện pháp này độ được biết bao chúng sanh Đây là lý do vì sao a di đà Phật lúc đó không mang ông đi. Nguyên nhân lúc nãy ba ngày chính là ở chỗ này. Triều tổng đến thời điểm hiện nay của chúng ta hơn 700 năm chúng ta đọc được câu chuyện này cảm động sâu sắc. Sự việc này là thật không phải giả. chỉ ừ đường thế hà nhân đương cơ đương thế là ngày nay là hiện tại người nào là đứng cơ đó chính là chẳng luận nam nữ già trẻ phú quý hay bằng tiện thượng trí hay hạ ngu tu lâu hay mới tu mới tu là kẻ sớ học Tu lâu là lão tu hành Niệm Phật đã niệm được Không ít năm Tốt căn lợi độn Thiện á Sai biệt Những điều này đều không cán hệ gì Chỉ cốt sao Đối với pháp môn này sanh lòng tin thật sự Chân thật tin tưởng Do tình phát nguyện Từ nguyện khởi hành Phát bồ đề tâm nhất hưởng chuyên niệm những người như vậy đúng là đường cơ cái chữ đến cơ này là đường cơ vào thời điểm hiện tại bạn quyết định vãng sanh cho nên không cần nghĩ đến bản thân chỉ nghĩ đến tôi thật sự tin tưởng tôi thật sự muốn đến thế giới cực lạc một câu Phật hiệu này niệm đến cùng là được trong đời này bạn nhất định thành tựu hôm nay thời gian đến rồi chúng ta học đến chỗ này nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề hết một báo thân này Xanh qua cõi cực lạc trong sanh tử luân hồi dù rằng biển nghiệp mênh mông núi tội chập trùng di đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương thời thời đưa tay ra tiếp dẫn từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh Cố hương xa cách đã bao thu Khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ Ta niệm di đà Phật niệm ta Thiên chân phụ tử cùng tương hợp Mai đây hội ngộ ở quê nhà Nói đến liên bang hai hàng lệ diêm phù khổ thú thật bi ai thế suốt thế gian nghĩ cho mãi không niệm di đà thì niệm ai phá tâm cúng dường tịnh thất quan âm địa chỉ website vô lượng thọ vn